không được hé lộ nhưng được biết xe sẽ có những chi tiết đặc biệt dành cho chủ nhân. Cung cấp sức mạnh cho VinFast VF7 Dragon có đề xuất motor điện kết hợp với hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian. Cấu hình này sản sinh công suất tối đa khoảng 348 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm, pin đi kèm có dung lượng 75,3 kWh, đem lại phạm vi hoạt động tối đa 431 km. Qua tâm đế Dragon, hãy xe máy điện đáp bay tung ra phiên bản đặc biệt kỷ niệm năm đầu mẫu quanh tâm đế Dragon được phát triển model mới nhất thị trường hiện nay là Made in Việt Nam. Sản phẩm mới bán từ 18 tháng 1 với số lượng 100 chiếc, giá 529 triệu đồng, gồm pin, thế, giá trị gia tăng, VAT. Khác với bản thường Quantum Base Dragon, phát lên mình chiếc lớp sơn đỏ màu rũ, phối hợp với một số hình ảnh rồng uốn lượn màu sắc xuất hiện xung quanh trên xe và hãng. Điểm nhấn nằm ở phiên quay mới xung tính năng tìm xe, trong bãi, chống trộm và đạp bay, Burst Score, không phụ gì quá hành trình.